Hello cả nhà, chào các bạn trở lại với fanpage và kênh YouTube của Hà Nha TV. Đây là một cái vườn nông nghiệp mẫu cho mọi người xem đây, rất là đẹp. Đó những đặc điểm mà khi đi mua đất nông nghiệp mọi người cần chú ý đó, nhất là nguồn nước nè, nguồn nước phải như thế này thì chúng ta không lo lắng về việc tưới tiêu. Đó, thứ hai là cái đường này, đường xá, đường hiện trạng, đường rất là to, ô tô vào tận nơi được luôn, di chuyển mọi thứ thuận lợi, ba ranh giới rõ ràng, mọi người thấy không? Mảnh vườn quá đẹp luôn. Anh đưa cho mọi người đi coi một cái trải nghiệm thực tế đó. Người ta trồng cam nè, quýt nè, bưởi và mít, chuối này rất là bài bản, mọi người thấy không? Chúng ta chỉ cần những yếu tố này thôi, rồi sau đó với chúng ta mới đến yếu tố điện nước mọi người nhé. Sổ sách cũng rất là quan trọng. Đấy, sổ sách phải đầy đủ đảm bảo. Nó một mảnh vườn quá đẹp tại Khánh Vĩnh đó. Cây cối nhìn mát mát quá phải không các bạn? Đấy. Nhưng đặc điểm mà khi đi mua đất nông nghiệp đó, mọi người cần chú ý là như vậy. Phải có những điều này thì đầu tư đất nông nghiệp hoặc là mua đi bán lại hoặc là chúng ta kinh doanh trên đất. Đó, đầu tư vào nông nghiệp này, cái này đều thắng lợi cả mọi người nhé. Đó như là điểm mọi người cần lưu ý đấy. Vườn đẹp quá luôn.